14 tháng 8 năm 2021, Đài truyền hình Việt Nam đã công bố danh sách top 5 của 11 hạng mục giải thưởng VTV Awards 2021. Theo đó, top 5 hạng mục diễn viên nữ ấn tượng gồm nghệ sĩ nhân dân Thu Hà, Nguyễn Hồng Diễm, Lương Thu Trang, Hướng Dương Ngược Nắng, Thúy Diễm Cát Đỏ, Lê Tú Oanh, Hương Vị Tình Thân. Dù được đánh giá là gương mặt triển vọng trong top 5, nhưng sáng 15 tháng 8 năm 2021, Thúy Diễm bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về việc dừng kêu gọi bình chọn cho giải thưởng này. Nữ diễn viên cho biết sau khi được ban tổ chức thông báo Diễm là nghệ sĩ miền Nam duy nhất được vào top 5 nữ diễn viên ấn tượng của năm, Diễm thật sự rất vui và hạnh phúc. Nhưng trong tình hình cả nước và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, quê hương của Diễm đang thật sự rất khó khăn với bao nhiêu lo toan cho cuộc sống lẫn sinh mạng của nhiều người. Diễm nghĩ mình không nên làm phiền đến khán giả, những người đã yêu thương và ủng hộ cho Diễm trong thời gian vừa qua. Vào lúc này, Diễm xin được dừng chân tại top 5 của giải thưởng và đã thấy rất hạnh phúc vì được khán giả và VTV ghi nhận diễn xuất của mình. Đó là một sự khích lệ lớn lao để Diễm có thể tiếp lửa làm nghề trong chặng đường phía trước. Bà xã của Lương Thế Thành cũng không quên cảm ơn khán giả, hãng phim và đài VTV đã cho cô cơ hội được ghi dấu ấn của mình tại một giải thưởng lớn. Tuy nhiên, Thúy Diễm cho rằng được có mặt trong top diễn viên giỏi là sự tự hào của Diễm rồi. Cuối bài đăng, cô cũng nhắn gửi, Diễm mong rằng sau khi dịch bệnh kết thúc lại được có cơ hội mang đến những vai diễn ấn tượng đến khán giả trên sóng VTV. Những chia sẻ của Thúy Diễm lập tức thu hút sự chú ý của dân mạng và nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả. Một tài khoản bình luận, chuẩn, cả nước đang gồng mình chống dịch, diễn viên nào được khán giả yêu mến đều ở trong tâm họ, không phải ở những giải thưởng, nhất là tình hình đang căng. Một tài khoản khác bày tỏ, thương chị luôn nghĩ đến mọi người xung quanh là giải thưởng lớn nhất của cuộc đời rồi ạ, tụi em tự hào về chị. Theo thông tin từ ban tổ chức giải thưởng VTV Awards 2021, sau khi công bố top 5, khán giả sẽ được tham gia vào việc bỏ phiếu cho các hạng mục. Điểm số cuối cùng của mỗi đề cử trong vòng này sẽ được xác nhận bởi hai hệ thống chấm điểm, bao gồm điểm bình chọn từ khán giả 50% và điểm từ hội đồng chuyên môn 50%. Lễ trao giải sẽ diễn ra vào lúc 20:10 ngày 5 tháng 9 trên kênh VTV1.